Chào mọi người quay lại kênh Anh Min Audio Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 422 của Bộ Vĩnh Sinh Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Mấy thành nhân thiên đình cảm thấy mình phi thường mất mặt Bọn họ vừa mới cam doan không có người cố ý đến khiêu khích vũ hóa môn Lập tức liền có người tới khiêu khích rồi Loại mất mặt trắng trợn thế này Mấy thành nhân vừa định lên tiếng quát tháo Nhưng sau khi thấy rõ người tới Sắc mặt họ liền thập phần khó coi tiếng quát vừa ra đến bên khóe miệng liền rụt trở vào bụng bởi vì người tới là cao thủ của hoàng phủ thế gia thần châu tịnh thổ thần châu tịnh thổ địa vị cao cả thiên đình cũng không đám lấy quy củ đi áp bách càng đừng nói những thánh nhân này nhất là mấy vị thánh nhân thiên đình thấy người lên tiếng nói chính là quốc hoàng hoàng phủ quốc liền lui lại ra sau mấy bước quốc hoàng là cao thủ so ra còn mạnh hơn đồ hoàng mấy phần là đại nhân vật của hoàng phủ thế gia xếp kế hoàng phủ đại đạo gia chủ của hoàng phủ thế gia hiện tại hiện tại hoàng phủ đại đạo gia chủ của hoàng phủ thế gia cũng là cấp bậc hoàng giả thiên địa đồng thọ nhưng nghe đồn thực lực gần như có thể sánh ngang cùng hy hoàng có thể ở dưới tay thiên quân giữ được tánh mạng loại cao thủ này là mạnh hơn gấp trăm gấp ngàn lần hoàng giả bình thường thậm chí mạnh hơn gấp vạn lần mấy vị thánh nhân thiên đình lặng lẽ rút lui không dám nói nhiều lời bạn họ cũng không muốn xen vào giữa hoàng phủ thế gia cùng vũ hóa môn sợ gặp phải tai bay vạ gió chuyện cháy thành họa lây đến cá trong ao nhìn mãi quen mắt hoàng phủ quốc hùng hồ dọa người vừa tới liền mắng thẳng vào mặt phương hàn là thẳng nhóc nhỏ điều này quả thực là làm nhục trắng trợn thánh tử vũ hóa môn lập tức ầm một tiếng nổ tung hình tượng phong duyên vô địch đã ấn sâu trong cảm nhận của bọn họ không để cho khinh nhờn hiện tại không ngờ bị người nhục mạ điều này còn có thể nhịn được sao yên lặng phương hàn nhìn đám đông cao thủ của hoàng phủ thế ra vừa phất tay phát ra hai chữ ngay lập tức tất cả thánh tử vũ hóa môn đều im lặng xuống không hề bùng nổ lần này hoàng phủ thế gia đến đây không ít cao thủ áp trận chính là sợ nổi lên xung đột cùng người các môn phái khác sẽ chịu thiệt vì thế mang theo lực lượng muốn áp chế tuyệt đối thiên tài chiến thiên đình lần này hàng ngàn hàng vạn môn phái tụ tập cùng một chỗ muốn tiến hành chiến đấu không thể tránh được xung đột chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể bảo đảm không chịu thiệt thòi trong lúc xung đột đồng thời bảo vệ được danh dự của môn phái hiện tại hoàng phủ thế gia ngay trước lúc bắt đầu thiên tài chiến thiên đình chống lại vũ hóa môn phương hàn cũng hiểu rõ ý tư của đối phương là muốn hung hăng đả kích một chút sĩ khí của môn phái mình để trong thiên tài chiến không gượng dậy nổi không thu được kết quả tốt lần này thiên tài chiến thiên đình ban thưởng nghe đồn vô cùng phong phú cho dù không giành được giải quán quân chỉ cần giành được một thứ tự tốt đều có thể được rất nhiều ban thưởng của thiên đình thậm chí có cơ hội tiến vào tu luyện bên trong thiên mạch những thứ này đều là mỗi đại môn phái phải tranh giành nhau đương nhiên lần này quốc hoàng trực tiếp khiêu khích rõ ràng là nhằm vào phong duyên ngươi tên là hoàng phủ quốc thì phải được xưng là quốc hoàng cường giả thiên địa đồng thọ. Ánh mắt của Phương Hàn đâm thẳng vào quốc hoàng, vô cùng bình tĩnh, trên mặt không một chút biểu tình. Không sai. Cho dù là vũ hoàng trưởng giáo vũ hóa môn ngươi, cũng không là đối thủ của bổn hoàng. Bổn hoàng có thể một tay bóp chết hắn. Ngươi thằng nhóc nhỏ này. Thật là to gan. Lại dám một mình dẫn dắt thánh tử vũ hóa môn đến đây. Không sợ chết sao. Trong ánh mắt quốc hoàng lóe ra một tia khinh miệt, từ trên mặt hắn biểu hiện rõ vẻ khinh thường nồng đậm. Thằng nhóc nhỏ. Tốt lắm. Phương Hàn bình tĩnh nói: Ngươi ngay mặt gọi ta hai câu này, đổi lại Hoàng Phủ Thế gia phải chết hai người mới có thể dùng máu tươi rửa sạch tội nghiệt của ngươi. Ngươi biết không? To gan! Nghe câu nói của Phương Hàn, trên mặt Hoàng Phủ Quốc lấy ra sát khí rõ ràng, sát ý này tràn ngập trong ngáy mắt liền bao phủ Phương Hàn. Thẳng nhấp nhở, ngươi quá cuồng vọng, dám đối phó với người Hoàng Phủ Thế gia chúng ta, ngươi phải trả giá. Tin hay không hiện tại ta liền phế bỏ ngươi, đồng thời tới Vũ Hóa môn các ngươi bắt Vũ Hoàng để hắn quỳ xuống sám hối. Lại là một câu, ba mạng người, nhục mạ trưởng giáo môn phái chúng ta, tội cao hơn một bậc, năm mạng người. Hoàng phủ thế gia các ngươi đã thiếu vũ hóa môn chúng ta tám mạng người. Phương Hàn một chút không để ý tới nhục mạ của Hoàng phủ quốc, mà vẫn bình tĩnh tính toán. Hy vọng không nên vì lời nói của ngươi mà làm cho Hoàng phủ thế gia bị diệt môn. Thậm chí ngay cả lão tổ tông Hoàng phủ thế gia, Hoàng phủ bi ngạn đều bị người ta luyện hóa, nó chẳng qua là một kiện pháp bảo trước sau gì cũng không thoát được vận mệnh bị người nô địch ngươi muốn chết ta liền diệt ngươi rốt cục quốc hoàng hoàng phủ quốc nổi giận rồi chẳng những là hắn mà tất cả cao thủ hoàng phủ thế gia đều hoàn toàn bị chọc giận câu nói của phương hàn này tuy rằng bình thản nhưng là rất ác độc không ngờ nhục mạ tới hoàng phủ bi hận lão tổ tông của hoàng phủ thế gia đây là chuyện bất cứ gia tộc nào đều không thể tha thứ quốc hoàng hoàng phủ quốc ra tay vừa ra tay chính là kinh thiên động địa hắn vung tay chụp một trảo liền thi triển ra binh hạn thần quyền của hoàng phủ thế gia thức thứ nhất khô hải vô biên chẳng những bao phủ phương hàn thậm chí còn bao phủ tất cả thánh tử của vũ hóa môn ở bên trong thiên đình hoàng phủ quốc cũng dám trực tiếp ra tay biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược của mình khô hải vô biên thao thao bất tuyệt chân khí mãnh liệt bốn phía sụp đổ thiên địa mờ mịt kinh vĩ xoay tròn hoàng phủ quốc đánh ra một chiêu khổ hải vô biên lập tức môi trường bốn phía biến hóa hết thảy đều biến mất biến thành khô hải mơ mịt. Cuồng phong bão táp, làm cho người ta lọt vào tai ương ngập đầu. Hoàng giả bình thường mà gặp phải một kích này lập tức sẽ tử vong. Thế nhưng Phương Hàn Thủy Trung vẫn bình tĩnh, không có một chút cảm xúc đau động, cũng không thấy hắn hành động gì. Vô số phù văn long lân từ bên trong thân thể bay lên. Nối tiếp thành một mảng màn trời lân phiến hình vỏ trứng, bao bọc tất cả thánh tử của vũ hóa môn bảo vệ trong đó. Mảng màn trời này tự hình thành một giới riêng biệt. Thủy tổ long vực. Phương Hàn phát ra mảng long vực này ngăn cản để mặc cho lực lượng của khổ hải vô biên bá đạo kia tấn công vẫn sừng sững bất động dưới lực lượng công kích bá đạo của khổ hải hắn chẳng những chặn đứng hơn nữa trong khoảnh khắc đó hắn còn ngang nhiên phản kích hoàng phủ phi ngươi hãy nhìn kỹ đây trung dung thần quyền của ngươi căn bản không phải thi triển như vậy ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức thế nào là nhau môn thần quyền là chân chính trung dung đạo phương hàn ngang nhiên phản kích không ngờ còn thi triển ra trung dung thần quyền là tuyệt học nho môn hắn lĩnh ngộ từ trên người hoàng phủ phi thiên phu sơ chỉ nhân thần cộng phẫn khánh trúc nan thư di sú vạn niên thiên chu địa diệt năm đại sát chiêu ở trong một quyền của phương hàn toàn bộ cuồn cuộn cuốn tới liền xe nát quyền kinh của khâu hải vô biên ngay tại đương trường thiên phu sơ chỉ xúc phạm nhiều người nổi giận khánh trúc nan thư tội lỗi chống chất di sú vạn niên để tiếng xấu muôn đời tất cả lực lượng của quốc hoàng hoàng phủ quốc bị đánh tan cả người không tự chủ được ở trên không trung lui ra phía sau mấy bước vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương hàn hắn vạn lần không ngờ phương hàn lại có thể phá tan quyền pháp của hắn còn đẩy lui hắn về phía sau mấy bước thực lực của phương hàn lại có tinh tiến trong lúc chiến đấu cùng đồ hoàng lĩnh ngộ được không ít điều bổ ích sau khi trở về hắn dùng hết toàn lực suy tính hấp thu nguyên khí thiên mạch tấn công cảnh giới hoàng giả tuy rằng không có thành công nhưng lĩnh ngộ đối với đại đạo càng thêm thâm sâu kỷ nguyên thần quyền của hắn tăng lên đạt tới một cảnh giới khủng bố tất cả văn minh sử từng trang từng trang bốc lên từng chữ từng chữ như châu ngọc mỗi một cái văn minh tư tưởng của phương hàn đều ngao du ở trong đó bất cứ thời điểm nào cũng như đi vào cõi đại đạo thần tiên giờ khắc này chẳng những hắn tiến vào cảnh giới thiên địa nhất thể mà còn thành công tiến vào cảnh giới đại đạo đồng du hắn biết mình ở bên trong vô hoa điện của thiên đình tu luyện một đoạn thời gian vừa qua có tiến bộ rất nhiều so với lúc vừa mới tiến vào thiên đình mạnh hơn không ít một trưởng đẩy lui quốc hoàng mí mắt phương hàn buông xuống miệng phát ra âm thanh quốc hoàng thực lực không đủ đừng khoa trương lực lượng của ta so với trưởng giáo vũ hoàng còn kém một ít mà ngay cả ta ngươi cũng không thể chiến thắng còn bị ta đẩy lui nếu gặp phải trưởng giáo vũ hoàng nhất định sẽ bị đánh chết tươi còn dám mở miệng nói càn cũng tốt nếu ngươi đã không thể chống lại ta vậy phải trả giá cho các lời ngươi nói vừa rồi đi tám mạng người của hoàng phủ thế gia ta tự mình tới lấy đi coi như thanh toán xong nói vừa dứt lời phương hàn bước ra một bước thân thể hắn vô ảnh vô hình không ngờ trực tiếp nhảy vào giữa đám thánh tử hoàng phủ thế gia. Ngay cả rất nhiều hoàng giả dạ đều ngăn cản không được. Một thánh tử hoàng phủ thế gia tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên, bị hắn nhảy vào trong đó. Trên không trung chấn động trực tiếp xé rách, trong tiếng kêu thảm thiết liền biến thành một đạo phù lục. Mạng người thứ nhất. Phương Hàn giết chết thánh tử này, trong miệng vang lên tiếng đếm như đọc bùa đòi mạng. Tặc tử, ngươi dám? Ở trong đám hoàng phủ thế gia không thiếu cao thủ. Một hoàng giả sắc mặt cùng biến, há mồm phun một cái. Hàng hà xa xấu phù lục từ trong miệng hắn bay ra, kết thành một chiếc thuyền lớn. Nhắm ngay Phương Hàn đập mạnh tới. Phương Hàn cũng không thèm quay đầu lại, buông ngược tay tung ra một trường, chụp lấy chiếc thuyền lớn nắm trong tay, vận sức bóp chặt, lại lần nữa trở lại thành phù văn như cũ. Hắn run tay đánh vào trong cơ thể một thánh tử hoàng phủ thế gia khác. Thánh tử kia tu luyện tới bán thánh, hét lớn một tiếng thân thể hóa thành làn khói nhẹ. Nhưng tụ thành phù lục rơi vào trong tay Phương Hàn. Hai mạng người. Phương Hàn thủ đoạn không ngừng thi triển ra rất nhiều bộ pháp bên trong tự do cử biến hành giả vô cương Kỳ nguyên thần quyền ngầm có ý thâu thiên đạo xâm nhập giữa đám thánh tử của hoàng phủ thế gia gần như là không ai có thể biết được ngay sau đó hắn sẽ xuất hiện ở chỗ nào cho dù là hoàng giả đều suy tính không ra tiểu thúc mệnh thuật hoàn toàn che giấu vận mệnh của hắn một mình chiến đấu ba ngàn dặm chiến trường một kiếm hoành ngang chặn trăm vạn sư xoay tròn ở trong đó phương hàn thúc động văn minh kiếm đạo tăng kiếm khí lại xuyên thủng ba thánh tử cấp bậc nguyên tiên năm mạng người phương hàn lóe ra thần niệm lại di chuyển ở phía sau hắn hoàng giả liên tục giống giận Thánh nhân liên tục công kích thế nhưng ngay cả một góc áo của hắn đều không thể chạm tới chỉ có thể lấy mắt nhìn hắn như ma quỷ giết chóc như tử thần thu gặt tính mạng quần long vô thủ thiên hạ cát kỷ nguyên hỗn độn lại một năm phương hàn lại ngâm sướng ra hai câu thơ ca kỷ nguyên thần quyền toàn lực bừng bừng phân chấn lại hai thánh tử nứt toát ra bị hắn chộp trong tay bảy mạng người còn một mạng ta muốn thu gặt thánh nhân mới có thể rửa sạch lời nhục mạ của các ngươi. Phương Hàn tại trong chớp mắt này giết chết bảy người, đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe sáng, rồi nhắm ngay một trưởng lão thái thượng trí tôn cấp bậc thánh nhân bên trong hoàng phủ thế gia. Hắn thét dài một tiếng, toàn lực ra tay với vị thánh nhân. Dưới lực lượng bao phủ, pháp bảo trên thân thể thánh nhân kia đột nhiên hóa thành một làn khói nhẹ, trực tiếp bị hòa tan. Gió tanh mưa máu. Phương Hàn nhảy vào trong đám thánh tử của hoàng phủ thế gia, chân chính gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại thực lực của hắn đã lại tăng lên một lần nữa, hoàng giả bình thường căn bản không làm gì được hắn, bởi vì hắn chỉ còn kém nửa bước là tu luyện tới cảnh giới hoàng giả, trở thành chí tiên chân chính. Cảnh giới hiện tại của hắn có thể gọi là bán hoàng, nửa bước chí tiên. Cảnh giới như vậy đã thu hẹp khoảng cách giữa hắn và hoàng giả, cho nên khi thi triển ra bộ pháp biến hóa, hoàng giả bình thường căn bản không làm gì nổi hắn. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, vọt vào bên trong đám thánh tử liên tục chém giết 7 người cũng chỉ mất 2 3 nhịp thở mà thôi. Người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Một số hoàng giả tuy rằng có phản ứng nhưng đều không cách nào cản nổi Phương Hàn. Phương Hàn liên tiếp lấy mạng 7 thánh tử còn ngại không đủ. Hắn nói được thì làm được, thế mới xác lập được uy nghiêm vô địch. Tính mạng người cuối cùng, hắn muốn lấy một thánh nhân, nhằm vào chính là một người tên là Hoàng Phù Phù thánh nhân trưởng lão thái thượng chi tôn. Trên người Hoàng Phù Phù này có vài món pháp bảo cường đại bảo vệ, căn bản không dễ dàng công kích đánh chết nhưng trong tay Phương Hàn thì những pháp bảo này đều chỉ để bày cho đẹp. Hiện tại nghiên cứu của hắn đối với phương pháp luyện bảo quả thực đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Pháp bảo gì chỉ cần không phải là tiên khí vương phẩm thì có lợi hại tới mấy hắn cũng chỉ cần thi triển ra chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương trên không trung, pháp bảo kia sẽ hoàn toàn bị dung hòa, tất cả tinh khí đều dung nhập vào thân thể hắn. Đây cũng là một năng lực mà gần đây hắn suy tính ra. Môn vạn bảo chân cương này trên tay hắn đã hoàn toàn vượt qua uy lực trên tay bảo thánh. Bảo thánh ngụy tông sư căn bản không có thực lực mạnh mẽ như phương hàn có thể suy tính môn đạo thuật này tới tận cùng mỹ mãn gần như đã đạt trình độ đại viên mãn hiện giờ dù một vạn ngụy tông sư thì ở phương diện tu luyện pháp bảo cũng không bằng được phương hàn trên mặt thánh nhân hoàng phù phù kia hiện lên vẻ hoảng sợ nhìn phương hàn công kích tới đang muốn thoát đi nhưng lại không cách nào chạy trốn nổi thân thể không thể động đậy hoàn toàn bị khí thế của phương hàn bao phủ kỷ nguyên hỗn độn lại qua một năm phương hàn thở dài nhẹ nhàng giọng nói vang lên giống như chư thần thở dài giống như chư ma gì giống như chư Phật thương xót, giống như chư tiên khẽ ca, giống như chư lòng sướng nhỏ. Một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ tràn vào thân thể thánh nhân Hoàng Phủ Phù. Lập tức thân thể hắn tan rã từng tấc, biến thành phù lục bay lên, trở thành một thánh phù rơi vào trong tay Phương Hàn. Kẻ thứ 8. Nợ máu phải trả bằng máu. Giọng nói của Phương Hàn vô cùng bình tĩnh. Xúc sinh. Quốc hoàng kia nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt suýt nữa là lồi ra. Máu tươi tràn ra. Bi ngạn thần quyền thức thứ hai. Hồi đầu thị ngạn, không gian chấn động kịch liệt, một quyền đánh tới phía sau lưng Phương Hàn, hắn rốt cục tập trung vào vị trí Phương Hàn. Thừa dịp vào thời khắc mấu chốt khi Phương Hàn đánh chết thánh nhân mà muốn một chiêu đánh chết đối phương. Nhưng quyền kinh này vừa tới gần thì đột nhiên một Phật thủ thật lớn hiện ra phía sau lưng Phương Hàn. Phật ấn ánh vàng bất động đón đỡ một quyền của hắn. Vào thời điểm quyền của Quốc Hoàng đánh tới liền cảm thấy tất cả lực lượng binh ngạn thần quyền của mình dường như đánh vào một vùng vũ trụ rộng lớn mênh mông, căn bản không tạo thành một chút tiếng vọng mà sau đó là một luồng lực lượng phản chấn bùng lên. Trong ý niệm của hắn, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên cảm nhận được ức vạn Phật quốc, văn minh Phật đạo sáng lạn. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, pháp tắc trong cơ thể cuồn cuộn, suýt nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn cười lạnh lùng, thân thể bay ngược lại, xuyên qua đại trận của rất nhiều thánh tử, mang theo tám đạo phù lục trên tay. Khí tức máu tanh đậm đặc khiến toàn thân người ta phát lạnh. Rất nhiều cao thủ của hoàng phủ thế gia đều liều chết lao tới, không chết không ngừng hai tay phương hàn hợp lại phật quang ngưng kết thành một tấm la chắn ngăn cản công kích của những cao thủ này rất nhiều pháp bảo thần lôi đại tiên thuật thần quyền sát chiêu điều anh kích lên tấm la chắn phật quang phát ra tiếng nổ rung trời nhưng phương hàn lại không sức mẻ chút nào thế nào hoàng phủ thế gia chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao thiên đình thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi hay là hoàng phủ thế gia các ngươi không chờ nổi muốn đánh một trận với vũ hóa môn chúng ta giọng nói của phương hàn vang lên chuyên gia rất rõ ràng khiến ánh mắt của rất nhiều cao thủ bị thu hút tới. Đáng giận, rất nhiều hoàng giả của hoàng phủ thế gia tức giận đến mức như nổi lôi đình. Đang muốn thi triển ra tuyệt đại sát trận đầy uy lực thì đột nhiên hoàng phủ quốc hét lớn một tiếng, dừng tay. lập tức rất nhiều cao thủ của hoàng phủ thế gia liền dừng lại nhưng oán khí ngập trời bốc lên, ánh mắt nhìn phương Hàn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thiên đình thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi, vũ hóa môn, phong duyên hiện tại ta không thèm so đo với các ngươi. đợi tới sau khi thiên tài chiến kết thúc, chỉ cần là đệ tử vũ hóa môn các ngươi nếu gặp phải địch tử hoàng phủ thế gia thì chắc chắn sẽ bị giết. Người hôm nay giết 8 người của hoàng phủ thế gia ta, tương lai hoàng phủ thế gia ta sẽ tiêu diệt toàn bộ vũ hóa môn các ngươi, gà chó không tha. Hoàng phủ quốc thấy ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn lại, biết cứ như vậy thì uy nghiêm của hoàng phủ thế gia sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, vì thế lập tức nương chiến. Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi, vũ hóa môn chúng ta và hoàng phủ thế gia các ngươi sẽ không chết không ngừng. Tương lai vũ hóa môn chúng ta nhất định sẽ bước trên thần châu tịnh thổ, chiếm lĩnh mảnh đất này người của hoàng phủ thế ra các ngươi sẽ đều là nô lệ của chúng ta phương hàn nói hoàng phủ quốc giận quá hóa cười trong lòng hắn chưa từng có thời khắc nào lại hận một người như vậy muốn giết một người như vậy hận thù ngập trời phủ đất những lời nói này của ngươi ta nhất định sẽ về bẩm báo với lão tổ tin rằng không bao lâu sau lão tổ sẽ giáng xuống vũ hóa môn đến lúc đó hy vọng các ngươi đừng quỳ xuống cầu xin tha thứ lão tổ trong lời hắn tất nhiên là tiên khí thánh phẩm bi ngạn chu tồn tại có thể so với thiên quân lời nói này của người ta cũng sẽ bẩm lại từ đầu chí cuối cho đa bảo thiên quân đại nhân hy vọng thời điểm đa bảo thiên quân đại nhân giáng xuống thần châu tịnh thổ thì vị lão tổ tông kia của các ngươi đừng cầu xin tha thứ mới hay phương hàn cũng đáp lại một câu cái gì sắc mặt hoàng phủ quốc chợt biến hóa rất nhiều người tuy rằng đoán phía sau lưng phương hàn có thiên quân nhưng đoán là một chuyện hiện tại chính miệng phương hàn nói ra bốn chữ đa bảo thiên quân thì cuối cùng cũng xác định suy đoán của mọi người lập tức rất nhiều người có ý đồ với phương hàn liền không thể không áp chế dã tâm trong lòng lại chúng ta đi tất cả mọi người của hoàng phủ thế ra bay lên mang theo sự sỉ nhục bay về phía vương tọa ra xa dọc theo đường đi hoàng phủ phi siết chặt nắm tay nhưng hắn thủy trung không hề động thủ mà thâm trầm lựa chọn rút lui không mặt đối mặt với phương hàn mà dường như đang tích tụ lực lượng hoàng phủ phi ngươi làm tốt lắm vừa rồi không tế ra phù lục của lão tổ tông nhớ kỹ phù lục này phải vào thời điểm mấu chốt mới được dùng tới phong duyên kia sâu không thể lường thi triển ở nơi này hắn vẫn có thể chạy trốn khiến phù lục vô dụng. Nhưng bên trong thiên tài chiến, trên thiên địa đấu tràng, hắn không có năng lực chạy trốn. Lúc đó có thể nắm chắc cướp lấy bát bộ phù đồ của hắn. Sau đó hoàn toàn giết chết hắn. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Quốc nói với Hoàng Phủ Phi. Ta biết rồi, thúc tổ. Người này âm hiểm độc ác. Không ai có thể so sánh được, tính kế sâu xa, dù là trí quyền mục dã chân cũng không theo kịp. Ta tất nhiên là phải lựa chọn thời điểm ổn thỏa nhất mới xuống tay với hắn. Tuyệt đối không lãng phí chút cơ hội nào. Hoàng Phủ Phi đã tiến vào một cảnh giới vô cùng bình tĩnh. Ở bên trong một phương tọa, người của Hoàng Phủ Thế Gia đều đã tìm được vị trí của mình, tất cả ngồi xuống. Đúng lúc này cũng có rất nhiều môn phái nhìn thấy một màn tranh đấu giữa Phương Hàn và Hoàng Phủ Thế Gia. Phong duyên này càng ngày càng hung hãn. So với thời điểm chiến đấu với Đồ Hoàng dường như lại tiến bộ, hoàn toàn không sợ nhân vật thiên địa đồng thọ trí tôn. Nếu hắn thăng cấp lên cảnh giới Hoàng giả thì phải làm sao? Không sai. Hắn thăng cấp lên cảnh giới Hoàng giả thì sợ là trừ một số lão quái vật ra hắn sẽ quét ngang thiên địa không gặp đối thủ. Có hy vọng vấn đỉnh thiên quân. Hoàng phủ thế gia lần này mệt rồi. Bị giết mất 8 người mà chẳng làm được gì đối phương. Ngay cả Hoàng phủ quốc cũng phải chịu thế hạ phong. Thần châu tịnh thổ lần đầu tiên chịu thiệt rồi. Phong duyên này không sợ lão tổ tông Hoàng phủ bi ngạn. Thật sự là to gan lớn mật. Hắn sợ cái gì chứ? Sau lưng hắn có đa bảo thiên quân. Nghe đồn đa bảo thiên quân đã vượt qua 10 kỷ nguyên hỗn độn. Chính là đệ nhất thiên quân. Quét ngang thiên địa là cao thủ thứ nhất dưới trướng Khởi Nguyên Tiên Vương, hơn nữa hắn là khắc tinh của pháp bảo. Nếu thật sự đi ra thì Hoàng phủ Bi Ngạn kia chỉ sợ là lập tức chạy trốn. Ta hoài nghi Phong Duyên kia chỉ khoác lác, cáo mượn oai hùng. Đa Bảo Thiên Quân đã ngã xuống từ lâu rồi, từ thời thái cổ đã không còn xuất hiện, ngay cả Khởi Nguyên Tiên Vương cũng nghe đồn đã ngã xuống, làm sao lại có thể xuất hiện nữa chứ? Ngươi không nhìn đi. Phong Duyên cầm trong tay truyền thuyết trượng, kết nối với bảo giới thần bí, hơn nữa lại không chịu sự dẫn dắt của bảo giới rõ ràng là được bảo giới đồng ý ngầm từ xưa tới nay người có thể mượn nguyên khí của bảo giới rèn luyện pháp bảo phi thường nhiều đều phải chịu sự điều khiển của bảo giới pháp bảo mà mình khổ cực vô cùng tế luyện ra thoát khỏi nắm tay mình phi thăng bảo giới nhưng phong duyên này không hề bị ảnh hưởng chút nào đây rõ ràng là có huyền cơ bên trong không sai không sai bảo giới là do đa bảo thiên quân sáng lập ra hơn nữa cánh tự do và truyền thuyết trượng không ngờ lại thừa nhận phong duyên kia hắn khẳng định là truyền nhân của đa bảo thiên quân lui một bước mà nói. Cho dù đa bảo thiên quân có ngã xuống thì còn có thể có tồn tại đời sau so sánh được với thiên quân bảo vệ hắn. Hậu trường của hắn phi thường mạnh đó. Đó là đương nhiên. Sau lưng có thiên quân, đó mới chân chính có thể ngang ngược. Vô số cao thủ đều nghị luận. Có một số cao thủ thần bí ngồi ngay ngắn trên vương tọa của mình, hướng ánh mắt về phía phong duyên có khinh thường, có chiến ý xô trào, có kẻ trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, cũng có kẻ đang đầy âm mưu quỷ kế trong đầu. Trong đó có hỗn độn chi tử. Sát lục chi tử, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình rất nhiều tuyệt thế thiên tài do vĩnh hằng thiên quân tìm được còn có rất nhiều cao thủ không biết tên đều nghĩ nếu gặp được phương hàn thì phải chém giết thế nào thực lực phương hàn biểu hiện ra tuy rằng mạnh mẽ nhưng ở thiên giới này luôn có loại cao thủ gặp kỳ ngộ khôn cùng vô pháp vô thiên quyết tâm giết hắn cao thủ thiên đình lần này tham gia thiên tài chiến không ít cường giả có kỳ ngộ càng nhiều số kẻ muốn giết ta cũng không thiếu nhưng thế đã sao muốn giết ta cũng không dễ như vậy lần này trong thiên tài chiến ta sẽ công khai trắng trận giết người dùng bọn họ để tăng cường nguyên khí của ta cánh tự do truyền thuyết trượng còn chưa luyện chế thành tiên khí vương phẩm đó phương hàn cũng cảm thấy sát khí của rất nhiều thiên tài tuyệt thế truyền tới tuy nhiên hắn không hề sợ hãi ý chí chiến đấu dục sôi ai dám có ý đồ với hắn thì nhất định sẽ gặp phải sát chiêu của hắn rất nhiều cao thủ đều tụ tập với nhau đi vào bên trong thiên địa đấu tràng gần như mọi cao thủ đều có kỳ ngộ thủ đoạn tuyệt sắc trong thiên tài chiến này sẽ bộc phát ra lực lượng rung động thiên địa. giờ phút này phương hàn đẫn dắt cao thủ thánh tử của vũ hóa môn ngồi ngay ngắn trên một số vương tọa. vương tọa bên ngoài thiên địa đấu tràng phân chia thành các khu. cao thủ thánh tử mỗi môn phái được quy định ở một địa phương, đồng thời phân chia giới tuyến rõ ràng, tránh tranh đấu với nhau. vô số cao thủ của thiên đình duy trì trật tự, nhưng vẫn thường có chuyện ẩu đả phát sinh. ngay trong lúc ngàn vạn đại giáo môn phái hội tụ, toàn trường đang hỗn loạn thì đột nhiên tại trung ương của thiên địa đấu tràng, một tiếng sấm sét lớn bộc phát ra mọi người đều cảm thấy lực lượng mang tính hủy diệt này không hẹn mà đồng loạt ngừng rối loạn bên trong một luồng khí lành một số nhân vật cấp cao của thiên đình hạ xuống những nhân vật già nua này tùy tiện một người cũng có thể chấn áp một phương hủy diệt một đại giáo trong đó có một lão giả mặc đạo bào toàn thân sáng người là hấp dẫn mọi người nhất lão giả này ở bất cứ nơi nào cũng giống như liên kết với mặt trời trói lọi hắn vừa cử động là mặt trời trên bầu trời liền chiếu ánh sáng trói trang xuống soi dọi gương mặt hắn hy hoàng là hy hoàng vô địch trong hoàng giả đây là hoàng giả mạnh nhất trong chư hoàng bên trong thiên đình nghe đồn hắn đã từng bị thiên quân của man tộc đuổi giết nhưng lại bình yên chạy thoát đây là nhân vật tiếp cận vô hạn với thiên quân không ai có thể làm khó hắn thật sự là hy hoàng nghe đồn hắn luôn bế quan không ngờ giờ lại đi ra thiên quân không xuất hiện hắn xuất hiện chủ trì đại cục cũng đủ để đại biểu cho thiên đình vô số cao thủ đại giáo đệ tử thiên tài đều bắt đầu bàn luận về lão giả phát ra hào quang sáng người kia uy nghiêm của hắn không cần nhiều lời có thể trần áp vạn cổ, chiếu rọi vũ trụ. Hắn là hy hoàng đệ nhất nhân dưới trướng thiên quân trên thiên đình. Sắc mặt Phương Hàn vào thời điểm nhìn thấy lão già này cũng chợt nghiêm lại. Hắn cảm thấy được lực lượng khủng bố của lão già này. Đây là hy hoàng sao? Quả nhiên là lợi hại. Pháp lực vượt xa ta, thậm chí thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh quân, những người nửa bước nữa là tới thiên quân này cũng đều kém người này. Đây mới chân chính là tồn tại tiếp cận thiên quân. Ta không phải là đối thủ của hắn, dù là thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn trừ phi là chiếm được mảnh vỡ của tạo hóa thần khí bên trong kho báu của thiên đình kia thì mới có thể chấn áp được người này nhìn hy hoàng cảm thụ nguyên khí của hắn trong lòng âm thầm suy tính trí bảo tam thập tam thiên suy tính tới cảnh giới cao nhất tiểu thúc mệnh thuật liên quan tới bản thân run rẩy phương hàn đưa ra một kết luận là bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hy hoàng thậm chí dù là triệu tập ra thiên thiện phật hoàng thì cũng sẽ bị đối phương dễ dàng chấn áp dù bản thân thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả trí tiên thì mới có khả năng giữ được tính mạng trong tay đối phương nhưng khả năng cũng không cao. Cao thủ bậc này quả là phi thường khủng bố. Ngoài ra bên cạnh Hy Hoàng cũng có một đám hoàng giả, đều là nhân vật trong truyền thuyết viễn cổ. Khí Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng, Diệt Hoàng, Lôi Hoàng, Anh Hoàng. Những hoàng giả này không biết lợi hại tới mức nào, mỗi một người đều vượt xa đồ hoàng, đã ở trên cả vũ hoàng. Những hoàng giả này mới chân chính là người đưa ra quyết định trên thiên đình phía sau những tồn tại thiên địa đồng thọ này. Phương Hàn thấy một số hoàng giả bình thường, giả như thế hệ ám hoàng, tâm hoàng mới. Ám hoàng và tâm hoàng cũ đã bị Phương Hàn luyện hóa. Những phủ đệ kia đều là cơ cấu trong thiên đình, khẳng định lại một lần nữa để cử ra hoàng giả mới. Đó là chuyện hoàn toàn rõ ràng. Ngoài ra Phương Hàn lướt mắt một cái liền nhìn thấy nanh hoàng. Nanh hoàng dùng một ánh mắt cử hận nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Nanh hoàng liền né tránh ánh mắt của Phương Hàn. Trung quanh nanh hoàng tụ tập rất nhiều hoàng giả không biết tên, dường như sắp đặt một âm mưu vô cùng to lớn. Bằng vào trực giác, Phương Hàn biết âm mưu này là để đối phó với mình. Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chắn. Nanh Hoàng, ta muốn xem rốt cục ngươi có âm mưu gì với ta. Ta đang lo không có hoàng giả huyết tế binh khí của ta. Cánh tự do, truyền thuyết trượng đều còn thiếu hoàng giả huyết tế, tăng cấp lên tiên khí vương phẩm đó. Trong lòng Phương Hàn bình tĩnh quyết định, hiện tại thực lực của hắn ngoài tiến bộ của bản thân thì chính là tiến bộ của pháp bảo. Pháp bảo bởi có thể trực tiếp kết nối với bảo giới, hấp thu bảo khí làm tài liệu, cho nên đã không còn có đủ loại phiền toái khi luyện chế. Thứ thiếu duy nhất chính là pháp tắc và tinh khí của thánh nhân. Hoàng giả Nếu hắn hiện giờ chém giết hai ba hoàng giả thì cũng có thể trực tiếp thăng cấp cánh tự do lên cảnh giới tiên khí vương phẩm. Uy lực sẽ tăng lên trăm ngàn lần. Không ai có thể địch nổi. Năng lực của cánh tự do không phải là nhỏ. Một khi thăng cấp lên vương phẩm, thao túng không gian, thay đổi pháp tắc không gian theo ý mình, năng lực di chuyển sẽ tăng lên rất lớn tốc độ của cánh nhoáng lên một cái liền có thể vượt qua 10 vạn đại châu của thiên giới. Cho tới lúc đó ngao du thiên giới sẽ thuận tiện hơn nhiều, thậm chí có thể lên thăm dò những bí ẩn phía trên bầu trời hay sâu trong đại địa. Bầu trời thiên giới vô cùng cao, càng lên trên càng nguy hiểm. Nghe đồn là phía trên mặt trời chói trang của thiên giới còn có chỗ cực cao, nơi đó rất nhiều bảo tàng, linh mạch lơ lửng trong không trung, chẳng những linh mạch vương giai thành đàn mà linh mạch thánh giai cũng không phải không có. Ngay cả thiên quân cũng không biết bầu trời thiên giới rốt cục cao bao nhiêu mà đại địa của thiên giới cũng vô cùng sâu rộng, tầng tầng lớp lớp, không có tận cùng. Thiên quân cũng không biết đại địa sâu bao nhiêu, bảo tàng trong đó lại phong phú, có rất nhiều động phủ của tiên nhân viễn cổ, thậm chí có đủ loại bảo bối lưu lại từ kỷ nguyên trước. Chỉ cần cánh tự do thăng cấp lên vương phẩm thì Phương Hàn có thể thăm dò được. Đó là sinh hoàng sao? Phương Hàn nhìn thấy bên cạnh Nanh Hoàng đột nhiên có thêm một nam nhân, đúng là nam nhân hoang dã đã cứu Nanh Hoàng khỏi thượng cổ đại năng. Con trai của Tai Nan Thiên Quân đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, nửa bước thiên quân, tên là Sinh Hoàng. Sinh Hoàng đi lên vũ bà vai Nanh Hoàng, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Phương Hàn. Gật gật đầu, có vẻ thần bí, hàm ý sâu sắc. Phương Hàn cũng gật gật đầu xem như đáp lễ. Chư vị, thiên đình cử hành lần thiên tài chiến này là muốn tất cả môn phái đều vạn người đồng tâm, cùng nhau luận bàn đạo thuật, trao đổi với nhau, như đó khiến văn minh tiên đạo tiến lên một đỉnh cao mới. Nhất là hiện giờ man tộc và cường giả dị giới tấn công với quy mô lớn. Ngàn vạn đại phái của chúng ta phải liên hợp lại, khiến các thiên tài được tôi luyện hoàn toàn trở thành cao thủ có thể đối kháng cuộc tấn công này. Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói cuồn cuộn từ trung ương của thiên địa đấu tràng truyền ra. Không ngờ đó là nhân vật truyền kỳ Hy Hoàng nói. Hoàng giả này vừa nói lập tức tiếng nói liền truyền khắp bốn phương tám hướng, áp đảo khí tức của tất cả hoàng giả, khiến hắn biến thành thần chỉ duy nhất trong thiên địa. Thiên quân bất xuất, ai dám tranh phòng. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều dâng lên một ý niệm. Sắc mặt Hoàng Phủ Quốc hơi nhục nhã. Khi hoàng này càng ngày càng lợi hại rồi nhỉ? Hai hắn mới thăng cấp lên cảnh giới thiên quân. Ta cảm thấy hắn còn lợi hại hơn cả đại đạo sư huynh. Đại đạo sư huynh nếu tranh đấu với hắn chỉ sợ là cũng phải 9 phần 10 là thua, thậm chí chẳng có chút cơ hội thắng. Đại đạo sư huynh trong lòng hắn chính là gia chủ của hoàng phủ thế gia hoàng phủ đại đạo. Vốn hắn tới nơi này là muốn nhìn thấy Hi Hoàng rốt cục đã tu luyện tới cảnh giới nào trở về bẩm báo cẩn thận với gia chủ hoàng phủ đại đạo. Bởi vì trong thiên địa, huyền đạo đỉnh cao đều âm thầm cạnh tranh, đều muốn đạp lên vị trí thiên quân sớm hơn người khác, thăng cấp lên vị trí bá chủ. Đánh vỡ trói buộc của thiên địa, trở thành quân vương trong trời đất, tùy ý sửa đổi quy tắc, vượt qua hỗn độn. Vốn Hoàng Phủ Quốc nghĩ rằng gia chủ Hoàng Phủ Đại Đạo chính là đệ nhất nhân trong huyền đạo. Là cường giả mạnh nhất dưới thiên quân nhưng xem ra hắn sai lầm rồi, sai lầm quá rồi. Khi Hoàng vượt xa xa Hoàng Phủ Đại Đạo, Phương Hàn cũng không có nhiều tâm tư như Hoàng Phủ Quốc. Hắn dựa vào nguyên khí dao động khi Hy Hoàng nói chuyện, trong lòng suy tính khí tức của Hy Hoàng đối mặt với cao thủ bậc này cho dù là hiểu được khí chất của hắn thì đối với cảnh giới của phương hàn cũng rất có lợi chư vị tần thiên đình thiên tài chiến này chúng ta muốn từ trong mỗi một môn phái chọn lựa ra một nhân vật tuyệt thế chân chính để bồi dưỡng nếu thật sự có hạng người như vậy thì thiên đình ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt tài nguyên bởi vì thiên đình rất lâu rồi không sinh ra thiên quân giọng nói của hy hoàng lại vang lên nếu thật sự có nhân vật có thiên tư thành thiên quân thì chúng ta sẽ kiệt lực trợ giúp hiện tại ta công bố phần thưởng của thiên tài chiến lần này một chút mời rất nhiều cao thủ tại đây làm chứng vừa nói hy hoàng vừa vung hai tay về phía trước một vùng quốc độ huy hoàng từ trên trời giáng xuống trong quốc độ huy hoàng kia xuất hiện bảo quang mãnh liệt gần như lóa mắt khiến mọi người nơi này không mở mắt ra nổi còn có dược khí mãnh liệt tỏa ra khiến mọi người cảm thấy thoải mái đó là tiên khí vương phẩm còn có cả tiên đan thánh phẩm kia là binh khí gì một thần binh viễn cổ tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ rất nhiều cao thủ của đại giáo thậm chí một số thiên tài vốn mờ nhạt danh lợi khi thấy phần thưởng trong quốc độ huy hoàng cũng đều phải động dung bên trong quốc độ huy hoàng kia hấp dẫn mọi người nhất là một pháp bảo kiện pháp bảo này là một thứ binh khí giống đao phi đao giống kiếm phi kiếm khí thức tỏa ra tầng tầng lớp lớp ở trung tâm của quốc độ trên mặt binh khí này điêu khắc thiên long chư bộ tiên phật ma thần chư hoàng chư thiên chư giới vạn vật dường như đều nằm trong binh khí này binh khí này tùy chuyển động liền lập tức phát tán ra lực lượng khiến mọi người đều cảm thấy bị áp chế hít thở không thông. Huy Hoàng nhận, tiên khí vương phẩm viễn cổ. Nghe đồn nó là thần khí do chư thiên Huy Hoàng rèn thành, xếp hạng chỉ dưới thẩm phán thương. Thiên giới không ngờ lại xuất ra tiên khí vương phẩm này làm phần thưởng. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.